Dân, Long An xin mến chào quý bà con thân thương. Kính chúc toàn thể quý bà con có một buổi tối ngày 7 tháng 7 năm 2024 thật là dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc đến với tất cả quý bà con. Thì ngày qua Long An đã gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đầu đuôi, đó là cặp 79 và 97. Ba cặp siêu chủ là 279, 797 và 897. Thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chiến thắng cả ba miền Bắc Trung Nam với cặp 7997, chiến thắng miền Bắc, chiến thắng con 79 nè. Miền Bắc chiến thắng con 79 cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Miền Trung chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con với con 79. Với các ba càng là 979 cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con miền Nam, miền Trung. Ngày hôm nay rực rỡ, ngày hôm nay có một sự đáng tiếc nhẹ. Đó là con 79 ở Đài Tiền Giang. Thì nói về siêu chủ là 779, không là chúng ta ngày hôm nay chúng ta chiến thắng siêu chủ rồi. Quá đáng tiếc, mặc dù ngày hôm nay chúng ta chỉ được một nháy thôi. Ở trên kênh thì chúng ta ba miền đều chiến thắng nhưng mà chúng ta được một nháy thì quá đáng tiếc. Và đáng tiếc nhất đó là con Đài Tiền Giang với con 779 này. Chúng ta khá đáng tiếc, nhưng không sao thì chúng ta cũng đã có lộc cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Thì quý bà con nào ngày hôm nay đã chiến thắng rực rỡ ở trên kênh thì cho Lộc An một nút like và nhớ đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh quý bà con nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và hy vọng rằng những lượt like, những lượt đăng ký của tất cả quý bà con đó là nguồn động lực, niềm khích lệ tinh thần để Lộc An hoàn thiện mình và tìm ra những con số chuẩn, con số đẹp nhất, tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. À, ngày hôm nay chúng ta đã có một sự may mắn cho tất cả quý bà con ở ba miền Bắc Trung Nam trên kênh rồi. Và quý bà con ở trên Zalo thì ngày hôm nay là quá tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý bà con. Ngày hôm qua Lộc An đã nói với tất cả quý bà con rằng là vào Zalo Lộc An, đặc biệt là miền Bắc, để chúng ta có sự may mắn lớn, thì ngày hôm nay đã có sự may mắn lớn cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Chúng ta đã có sự may mắn lớn, chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chiến thắng đầu đuôi đặc biệt 373 miền Bắc cho tất cả quý bà con ở miền Bắc, quý bà con nhé, trên Zalo quý bà con nhé, ngày hôm nay tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý bà con. 3773 ngày hôm nay tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở trên Zalo. Và bao lô là 78 và chiên là 7899 cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. 7899, đặc biệt là 3773 ngày hôm nay, chúng ta đã chiến thắng được dàn 4 số, chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Chiến thắng ba càng 973 cho tất cả quý bà con ngày hôm nay, quý bà con nhé. Đó, chúng ta là chiến thắng dàn tứ thủ và chiến thắng ba càng 973 cho tất cả quý bà con và 473. Ngày hôm nay tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay chúng ta đã thắng thành công rực rỡ với cặp 3773 ở miền Bắc đầu đuôi đặc biệt. Và miền Trung, thì ngày hôm nay Đài Thừa Thiên Huế chúng ta cũng chiến thắng được con 69, chiên là 69 và 95. 69 và 95 thì khá đáng tiếc là 95 thì nó về 59. Và ba càng đó là 969 và 269 thì ngày hôm nay chiến thắng này. 969 cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. 969 quý bà con nhé. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Đó là miền Trung. Còn miền Nam, thì Đài Tiền Giang với ba lô là con 88. 88 và 677. Chiên là 67 và đầu đuôi 3443 và con 54. 4554 nhưng mà 45 thì Lục An không chốt. Rồi. 88, 67 và 3443 ở ngày hôm nay. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Chúng ta đã có một sự may mắn lớn cho tất cả quý bà con. Đây. Ngày hôm nay đường cầu này khá là đẹp. 99 này, về đầu đuôi 99 này. Đúng không ạ? 4884 về 84 này. 3443 4554 này. 3443 4554 Đài Tiền Giang quý bà con nhé. Đài Tiền Giang. Đó, thì đã chiến thắng rực rỡ trên Zalo ngày hôm nay. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Thì quý bà con nào ngày hôm nay đã chiến thắng rực rỡ trên kênh cũng như trên Zalo của Lộc An thì cho Lộc An một nút like và nhớ đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh quý bà con nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và hy vọng rằng những cái lượt like, những lượt đăng ký kênh đó là nguồn động lực kích lệ tinh thần để Lộc An hoàn thiện mình và tìm ra những con số chuẩn, con số đẹp nhất, tỷ lệ chiến thắng cao nhất. Xin cảm ơn tất cả quý bà con. Và ngày hôm nay thì Lộc An xin cảm ơn đó là
3.300 cứu con đã xem hôm nay, 3.300 cứu con đã xem và 384 lượt like. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì hy vọng rằng cứu con hãy luôn luôn ủng hộ, dù chúng ta có lực lớn lực nhỏ, dù chúng ta chiến thắng miền nào đi chăng nữa thì luôn luôn ủng hộ cho Lộc An để chúng ta có sự may mắn và sự chiến thắng. Ngày hôm qua chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm qua, đó là chiến thắng 7887 đầu đuôi Ba Càng miền Nam, cũng như miền Trung là chiến thắng 278. Còn miền Bắc ngày hôm qua Lộc An nói rồi, 7887 ngày hôm qua là nó lên top vì nó không về, và ngày hôm nay 7887 miền Bắc nó đã về cho tất cả quý bà con. Những cái lời nói mà của Lộc An thì luôn luôn nói trước giờ quay, và ngày hôm nay cũng đã rực rỡ. Và ngày hôm nay trên Zalo Lộc An đã chốt cái 78 cho tất cả quý bà con ở trên Zalo. Ngày hôm nay đã chiến thắng rực rỡ. Quý bà con có thể không tin, có thể theo dõi lại cái video ngày hôm qua Lộc An nói 7887 ngày mai, có thể nó sẽ nổi cho tất cả quý bà con vào ngày mai, quý bà con nhé. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ thành công, may mắn cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Và ngày mai thì Lộc An xin gửi đến tất cả quý bà con, ngày 8/7/2024, Lộc An xin gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đầu đuôi ở ba miền Bắc Trung Nam. Ngày mai xin gửi đến tất cả quý bà con, đó là hai con kép 88 và 77, tất cả quý bà con vào ngày mai. Bác Căn Sự Chủ là 588, 788 và 988 cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Hy vọng thì ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ thành công, may mắn cho tất cả quý bà con vào ngày mai ở những con số mà Lộc An gửi đến tất cả quý con. Bởi vì kép ngày mai nó ba miền nó đều báo, nên quý con có thể là tham khảo con kép 77 và 88 cho tất cả quý con vào ngày mai. Còn quý con nào mà đang xa bờ, đang thu tha nợ nần, muốn nó vào bờ thì quý con cứ vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn. Ngày hôm nay trên Zalo rực rỡ rồi, và hy vọng ngày mai chúng ta tiếp tục rực rỡ. Quý bà con chỉ cần ở mà đường link màu xanh này, chúng ta ở mà đường link màu xanh. Đấy, quý bà con chỉ cần ở mà đường link màu xanh, và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia. Thì quý bà con thông cảm một chút là dạo này Lộc An cái lưỡi nó đang bị miệng nhiệt miệng, nên là Lộc An nói nó không được trôi chảy, nên quý bà con thông cảm. Thì quý bà con chỉ cần ấn vào đường link, sau đó quý bà con ấn vào cái chữ tham gia là sẽ vào Zalo của Lộc An. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn và gửi số miễn phí cho tất cả quý bà con, chú ý nhé. Trên Zalo cũng như trên kênh đều là miễn phí, nên quý bà con cứ an tâm khi vào Zalo của Lộc An. Còn cái trên giao diện điện thoại, quý bà con chú ý này, đang là đây là giao diện điện thoại phát trực tiếp, thì quý bà con chỉ ấn vào đường link. Chúng ta cùng ấn vào đường link, và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ Chrome, Google và Safari. Trên giao diện điện thoại nó sẽ như thế này, Chrome, Google và Safari. Thì quý con chữ ấn với chữ Safari. Đối với quý con nào dùng điện thoại iPhone, quý con nhé. Đó. Điện thoại như Samsung hay Oppo thì quý con ấn vào Chrome. Còn quý con mà dùng điện thoại iPhone thì quý con ấn vào Safari. Thì khi chúng ta ấn vào Safari thì nó sẽ hiện ra chữ tham gia. Thì quý con ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Khi chúng ta vào Zalo thì Lộc An sẽ tư vấn và gửi số miễn phí, và gửi cho tất cả quý con chỉ từng đài từng miền quý con nhé. Quý con chú ý là gửi từng đài từng miền. Còn trên kênh là lập trung lập ba miền ba đài, còn trên Zalo là chỉ một đài một miền thôi, nên quý bà con cứ an tâm khi vào Zalo Lộc An. Quý con cứ an tâm khi vào Zalo, quý con chỉ cần là vào Zalo để tham khảo số, bởi vì trên Zalo đều miễn phí, nên quý con cứ an tâm khi vào Zalo Lộc An. Ngày hôm nay trên Zalo đã rực rỡ thành công rồi, ngày hôm nay trên kênh rực rỡ và trên Zalo đều rực rỡ, nên quý con cứ an tâm khi vào Zalo Lộc An quý con nhé. Chúng ta vào là chắc thắng tất cả quý con. Ngày mai trên Zalo sẽ có những đường cầu đầu đuôi Ba Càng Sự Chủ khá là VIP cho tất cả quý con, đặc biệt là miền Nam và miền Bắc, quý con chú ý nhé. Ngày mai miền Nam miền Bắc vẫn có những đường cầu đặc biệt khá là đẹp cho tất cả quý con. Lộc An hứa là sẽ gửi đến tất cả quý con ngày mai, sẽ đưa tất cả quý con vào bờ. Quý con nào đang xa bờ, đang thua tha nợ nần thì sẽ vào bờ cho tất cả quý con vào ngày mai. Quý con nhớ vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn. Ngày hôm nay quý bà con nào đã vào được bờ thì có thể bình luận ở dưới phần video của Lộc An. Đó, quý bà con nào đã chiến thắng được rực rỡ trên Zalo, chiến thắng dồn dạ, chiến thắng được 3773 miền Bắc thì hãy bình luận trên Zalo của Lộc An quý con nhé. Và xin lỗi, trên kênh của Lộc An, quý con hãy bình luận để Lộc An biết để chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay trên Zalo và trên kênh rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay, chúng ta đã đại thắng thành công rực rỡ cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Thì quý con chú ý, quý bà con nào đang xa bờ, đang thua tha nợ nần,
Muốn đi vào bờ thì quý con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An quý con nhé. Zalo Lộc An được kiếm ở dưới phần bình luận. Quý con chỉ cần ấn vào đường link màu xanh này. Chúng ta ấn vào đường link màu xanh và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia màu xanh như thế này. Quý con ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An quý con nhé. Ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Còn quý con nào dùng điện thoại iPhone thì quý con cũng ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ đó là chữ Chrome, Google và Safari. Chrome, Google và Safari thì quý con chỉ cần ấn vào chữ Safari là sẽ vào Zalo Lộc An. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn và gửi số miễn phí cho tất cả quý con. Nên quý con chú ý nhé. Trên kênh là Lộc Trung, Lộc Ba Miền, Ba Đài, còn trên Zalo là chỉ một đài một miền. Ngày mai đầu tuần thì quý con chú ý là rất chi là khó chơi. Nên là Lộc An cũng khuyên tất cả quý con là vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn. Ngày mai Lộc An vẫn có nhận được cầu đầu đuôi này, ba càng xin đá gửi đến tất cả quý con vào ngày mai. Nên quý con hãy nhanh tay kết bạn để nhận số chuẩn cho ngày mai quý con nhé. Hãy nhanh tay kết bạn để nhận số chuẩn bởi vì trên Zalo đều là miễn phí nên quý con cứ an tâm. Đặc biệt ngày mai vẫn có cái đặc biệt đẹp cho tất cả quý con ở miền Bắc. Miền Bắc, miền Nam khá là đẹp cho tất cả quý con cho ngày mai. Nên quý con hãy nhanh tay kết bạn để nhận số chuẩn cho ngày mai ở trên Zalo của Lộc An. 99 ngày hôm qua Lộc An nói rằng 95% trẻ nổ thì ngày hôm nay tưng bừng rực rỡ. Lộc An nói được là làm được quý con nhé. Đó, xin chúc mừng tất cả quý con ngày hôm nay. Chúng ta đã đại thắng thành công cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả mọi người. Chúng ta đã có sự may mắn lớn ở ngày hôm nay cho tất cả quý con. Xin chúc mừng tất cả quý con. Và quý con chú ý là quý con xem video của Lộc An thì hãy ủng hộ cho Lộc An. Dù là Lộc lớn, Lộc nhỏ, dù chúng ta chiến thắng miền nào đi chăng nữa thì hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An. Bởi vì sao? Lộc An trên kênh cũng như trên Zalo Lộc An chỉ chốt miễn phí thôi. Lộc An không thu một đồng phí đồng lộc nào của quý bà con. Lộc An gửi số lên trên kênh cũng như trên Zalo đều là để mong muốn rằng quý bà con nào mà chúng ta đang thua tha, đang nợ nần, chúng ta muốn được vào bờ. Quý bà con, bởi vì rằng Lộc An biết rằng bởi vì sao Lộc An biết rằng là có rất nhiều quý bà con đã thua tha, đã nợ nần nhiều, thì Lộc An cũng gửi đến trên kênh để cho quý bà con có cái sự tham khảo để quý con chơi thôi. Còn Lộc An là không khuyến khích quý con chơi trên kênh, bởi trên kênh thì chúng ta chơi nhỏ nhẹ thôi, hoặc là chúng ta chơi nhỏ nhẹ. Còn quý con nào chơi lớn hoặc là quý con đang thua tha, đang nợ nần thì Lộc An khuyên là vào Zalo Lộc An sẽ tư vấn và gửi số cho tất cả quý bà con những con số chuẩn, con số đẹp gửi đến tất cả quý bà con để quý bà con có thể vào bờ quý con nhé. Lộc An tạo ra một cái sân chơi, tạo ra một cái kênh để làm sao cho quý bà con chúng ta có thể vào tham khảo những con số mà không mất một đồng phí nào, một đồng lộc nào. Đó, thì Lộc An cũng mong muốn rằng quý bà con xem video thì mong muốn rằng quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ. Dù chúng ta có lộc lớn, lộc nhỏ thì chúng ta hãy bỏ ra một giây, hai giây thôi. Chúng ta like xem video của Lộc An thì cho Lộc An những nút like. Quý bà con, nếu như quý bà con mà đi ở những nơi khác thì người ta thu phí đúng không ạ? Còn Lộc An thì không thu phí này, cái kênh không thu phí, không xin lộc. Lộc An chỉ xin quý bà con xem video thì ủng hộ cho Lộc An bằng cách là like này và đăng ký kênh. Để mỗi khi mà video mới nhất là YouTube nó sẽ báo cho quý bà con. Để cho kênh của Lộc An càng ngày càng phát triển, càng ngày càng lớn mạnh thôi. Ngày hôm qua rực rỡ này, đầu đuôi 7887, ba càng 987. Ngày hôm nay chiến thắng ba miền 7997, chiến thắng đầu đuôi miền Bắc 79. Ngày mai hy vọng chúng ta sẽ rực rỡ thành công cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Nên quý con hãy nhanh tay kết bạn để nhận số chuẩn quý con nhé. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ thành công cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng Lộc An. Và Lộc An kính chúc toàn thể quý bà con ngày mai sẽ may mắn, phát lộc phát tài. Cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, đắc tài đắc lộc, đắc bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con vào ngày mai.